thư hội thánh để tiếp tục chương trình. Tôi xin tôn vinh Chúa bài Trở Về Trong Tình Yêu. Bước vào mùa kỷ niệm Chúa Cứu Thế Giêsu Giáng Sinh, xin chúng ta hãy nghĩ về việc mà chúng ta đã được trở về trong tình yêu của Chúa như thế nào và chúng ta làm điều gì cho Chúa. Từ khi Chúa vào đời, xóa tan đau thương thất vọng. Từ khi Chúa vào đời, đem thay bao buồn Thank you.